chiều nay, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 36 bị cáo trong vụ Việt Á đang tiếp tục với phần công bố cáo trạng từ đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa. Nội dung bản cáo trạng được công bố tại tòa cho thấy, trong suốt quá trình từ khi chen chân vào đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm đến cấp phép lưu hành và cả đưa các sản phẩm về bán tại các địa phương, bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã dùng tiền tác động đến các bị can có vị trí, chức vụ, quyền hạn để tạo lợi thế bất hợp pháp cho Việt Á. Cách thức chung của Việt Á trong hành trình biến đề tài nghiên cứu nhà nước thành của riêng rồi móc ngoặc bán kit xét nghiệm cho các địa phương từ Bắc tới Nam là dùng tiền hoặc rất nhiều tiền, chỉ lót tay cho một số quan chức để được giúp đỡ thông thầu, trúng thầu. Chỉ tính riêng khoản hối lộ, Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã chi cho các cựu quan chức số tiền lót tay lên tới hơn 106 tỷ đồng. Người nhận nhiều nhất là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long với 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 51 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cũng chi hàng chục tỷ đồng nhằm cảm ơn một số quan chức đã đưa ra quyết định trái pháp luật có lợi cho công ty. Trong đó, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhận 200.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định Việt Á đã thông thầu tại 21 địa phương để được cung cấp kit xét nghiệm với giá đã nâng khống, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Trước đó, từ ngày 27 đến 29 tháng 12, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 4 cựu sĩ quan của Học viện Quân y và 3 bị cáo khác, trong đó Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 25 tù về 2 tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh và phá thành công chuyên án bắt giữ 3 thiếu niên với số tang vật hơn 10 kg ma túy tổng hợp. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công chuyên án và bắt 3 đối tượng gồm Nguyễn Minh Tú, Trần Thanh Bình và Đinh Trần Ngọc Phi cùng sinh năm 2005, cùng chú thành phố Đồng Hới về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Khám xét khẩn cấp 7 địa điểm liên quan và thu giữ nhiều tang vật bao gồm 16.571 viên ma túy và 2 gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc, hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và 132 gói ma túy tổng hợp, tổng cộng hơn 10 kg ma túy các loại. Hiện Công an Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị, tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép tại xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu không chỉ bộc phát trong thời gian gần đây, mà đã diễn biến phức tạp từ nhiều năm nay. Bởi vậy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu và lực lượng chức năng cần sớm vào cuộc và có những biện pháp quyết liệt, mạnh tay hơn để bảo vệ tài nguyên rừng tại địa phương. Như đã phản ánh về thực trạng lâm tặc phá rừng gỗ nghiến trên địa bàn xã Phìn Hồ, đường đi của gỗ nghiến ra khỏi rừng được lực lượng chức năng điều tra phát hiện như sau. Các đầu nậu sẽ thuê lâm tặc vào rừng, cắt hạ cây gỗ nghiến và xẻ gỗ thành thớt. Sau đó thuê người dân đưa ra khỏi rừng, vận chuyển đến điểm tập kết. Hạt kiểm lâm huyện Sìn Hồ dù đóng trên địa bàn xã Phìn Hồ, thế nhưng địa hình hiểm trở với nhiều lối tắt nên việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng là rất khó khăn. Cái đối tượng đầu nậu thì nó sẽ lợi dụng cái yếu hiểu biết của người dân và nó lợi dụng cái cuộc sống khó khăn của người dân thì nó thuê vào cắt hạ, sau đó là thuê người dân là gom và thu gom vào tại một cái địa điểm để nó vận chuyển. Đối với cái lực lượng kiểm lâm, việc mà phát hiện và thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn cũng rất khó khăn. Truy đuổi thì không dám quyết liệt để truy đuổi, vì nó khi nó xảy ra cái vấn đề gì thì lực lượng chức năng kiểm lâm thì lại cũng bị trách nhiệm. Theo thống kê của hạt kiểm lâm huyện Sìn Hồ, 3 năm trở lại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 56 vụ vi phạm lâm nghiệp tại xã Phìn Hồ với trên 46 mét khối gỗ. Riêng gỗ nhóm 2A, gỗ quý hiếm là hơn 23 mét khối, còn lại là gỗ thông thường. Mặc dù vậy, rừng nghiến ở đây vẫn đang từng ngày càng thưa dần. Ngay khi nhận được cái phản ánh của thông tin thì huyện đã có chỉ đạo cơ quan chuyên môn đi kiểm tra thực địa để xác minh bản chất sự việc, để có cái hướng xử lý đảm bảo đúng nghiêm minh theo các quy định của pháp luật. Tỉnh Lai Châu cần có biện pháp mạnh tay và quyết liệt hơn nữa để bảo vệ những cánh rừng gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi còn sót lại. Bởi chỉ khi những biện pháp đủ mạnh mang tính răn đe thì mới có thể chấm dứt được vấn nạn lâm tặc, để đằng sau những tấm biển tuyên truyền bảo vệ rừng không phải là những cánh rừng rỗng ruột.